more do we want to pay? How many more lives disrupted, maimed, or dead? How much more loss and suffering do we want to see? How much do we want peace? In sorrowful response to these unfortunate world events, Supreme Master Ching Hai lovingly reminds, "If the road is wrong, the more we walk on it, the more we go wrong. Any leaders who committed harm to others should stop at once, sincerely repent to God, and act to redeem their mistaken deeds. Then they will be pardoned. Even if humans can't forgive, heaven will." Tôi làm thơ buồn từ năm lên tám tuổi. Chiến tranh làm con người già quá rồi, nhưng không hẳn là sớm khôn ngoan. Đạn bom làm cho tuổi trẻ lụn tan, cũng như khiến đất màu khô cằn hoang phế. Khi sắc màu kéo dài bao thế hệ, con người bơ vơ vì thiếu niềm vui. Sợ sẽ khóc ngày mai dù nay tôi đang cười, sợ chết chóc dù còn hơi thở vội, sợ mùa xuân chỉ mang màu tang trỗi, sợ người thân sẽ một thoáng bỏ mình, sợ hãi hùng đen tối của ngục hình khi ngưng chiến dù bên nào thắng trận. Ôi đất nước ấm u đầy thù hận, hãy vững vai như phủ đồng thiên vương, hãy đập tan lòng tranh chấp ghen hờn, hãy can đảm xa lìa bóng tối, hãy đánh ngã lòng hám danh hão lợi, hãy đốt tiêu những tà thuyết ngông cuồng. Lẽ phải gì làm đổ máu rơi xương, lý tưởng nào mà nhà tan cửa nát? Anh nghĩ vậy, tôi có quyền nghĩ khác. Ta luận bàn với ngôn ngữ của con người. Loài thú cầm còn bao bọc giống nòi, sao nhân loại tay sặc mùi máu bàng? Nếu các ngài là anh hùng dũng cảm, hãy oái phong từ chiến thắng chính mình. Tự nhiên rồi thế giới sẽ hòa bình, và ta đem thuốc súng làm pháo đỏ, để xuân về ta đốt vang đường ngõ, vui trẻ già trong áo mới xanh sang, nụ cười tươi lại nở tựa hoa vàng. Ta đem nụ thủy tiên mừng đời mời. Đây là điều đơn giản mà người dân hằng mong đợi. Let peace be here now.